Xin chào bạn, chúng ta đến với một buổi chơi của tay đỏ mai vàng ăn nha. Tết nhất tới rồi, chơi ăn thôi. Tết mình chơi tay đỏ mai vàng, size to cho đẹp nha các bạn. Đó, mau ăn khỏe nha, bỏ vô là ăn phà phà. Mai cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó, vàng ống luôn nha. Xe này to nuôi bao khỏe, ăn cũng khỏe các bạn. Là một hồn nông bộ, bỏ vài chú này vô thì quá chuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tới hai chú rùa bản đồ. Mai cũng vàng vàng nè. Size này cũng size to luôn các bạn. Đấy, đang lột mai nữa. Rùa bản đồ, mai cao, đẹp nha các bạn. Đấy, chờ thì mình cho ăn thôi. Ăn chưa nhỉ? Làm như đang lột mai hay sao mà làm biến ăn nhỉ? Đỏ mai vàng thì vẫn đang khí thế luôn. Ta tới với tài đỏ baby đi. Bên tài đỏ baby thì cực kỳ dễ thương, dễ nuôi nha các bạn. Giá cũng vô cùng mềm, nên dành cho mấy bạn mới chơi, học sinh, mấy bạn nhỏ nuôi đều rất đơn giản các bạn. Đấy, mai sáng đẹp nha. Bỏ đồ ăn vô từ từ mấy bé này, mình sẽ ta tự ăn thôi. Dễ nuôi lắm nha. Ta đỏ thì cực kỳ ham ăn, ăn tạp, ăn cá, ăn rau gì đều được nha các bạn. Phải chờ còn lạnh á, còn đang ngủ nè, chưa biết có mồi, xíu là mấy bé tự ăn thôi à. Ta với một loài rùa nữa sắp đang có là rùa vùng vàng, rùa River Scooter. Hai rùa này nhìn có thể giống nhau nhưng sẽ khác nhau xíu nha các bạn. Cái mai của thằng River Scooter sẽ chi tiết hơn, nét hơn so với mai của bụng vàng. Các bạn thấy bé dưới là River Scooter, bé trên là bụng vàng nha. Đó, cái bụng của River Scooter và bụng vàng có thể hao hao giống nhau nhưng mai khác nhau nha. Đấy, đang có mấy bé tại shop, bạn có thể ghé ủng hộ nha. Bắt đầu tài đỏ baby đang, mình cho rùa ăn thì khoảng sau nửa tiếng mình mới thay nước nha các bạn. Cứ quăng đồ ăn vô cho rùa để mấy bé tự ăn từ từ. Mình khí thế luôn. Đây các rùa đang có tại shop, các bạn thích mua gì cứ ghé nha. Nhớ đăng ký theo dõi ủng hộ kênh YouTube của Vẽ Shop luôn nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.